nghiệp đại học, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Sư phạm lên ngôi, chuẩn bị cho mình những lợi thế cạnh tranh với người khác. Mục đích của chúng ta là phải tốt nghiệp với kinh nghiệm. Lên kế hoạch nghề nghiệp khi nào là hợp lý. Các bạn hay kêu ca rằng trời ơi đi, làm văn phòng mệt lắm, không có tự do. Vậy thì hãy cứ làm chủ đi để biết rằng bạn vừa không có tự do mà bạn vừa có nhiều nỗi lo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự và chia sẻ về chủ đề hướng nghiệp. Giang đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn ở trên Instagram Story. Và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu chia sẻ về các vấn đề liên quan đến công việc, ngành học và một số dự đoán về những ngành sẽ phát triển trong tương lai. Câu hỏi có thể không liên quan nhưng mà San cho một vài gợi ý về iPad phù hợp để đi học. Ở phần mô tả ấy, San sẽ để một list những cái sản phẩm để cho các bạn tham khảo ha. Ví dụ như là iPad Gen 9 này, giá chỉ có hơn 6 triệu. iPad Gen 10 giá hơn 10 triệu, có máy tính bảng Huawei 7,5 triệu. Ngoài ra thì nếu như các bạn cần tham khảo một số những cái loại laptop mà giá ok nữa thì San cũng đã để ở phía dưới ha. Mà giá đều dưới 20 triệu, thậm chí là có cái còn dưới 10 triệu nữa cơ. Chị thấy tiếng Ý có triển vọng cao trong tương lai không? Mẹ em không tin vào lựa chọn của em. Có nên học ngôn ngữ Anh không? Chị San ơi, tiếng Trung sau này làm những công việc gì thì triển vọng? Ok, ở đây thì San có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Ý, tiếng Pháp. Thì San chia sẻ với các bạn là cái ngôn ngữ triển vọng vẫn luôn là tiếng Anh. Trước hết là thế, ở thời đại này thì chúng ta phải học tiếng Anh rồi, chắc chắn rồi. Tiếp theo thì chính là tiếng Hàn hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Cái quốc gia mà gần với đất nước mình và họ có những cái giao thương kinh tế lớn. Ví dụ như Hàn Quốc đầu tư rất lớn tại thị trường Việt Nam. Một trong số những đất nước đầu tư mà nhiều nhất cho Việt Nam chính là Hàn Quốc, Singapore. Các bạn biết đất nước Singapore thì gần như người ta nói tiếng Anh. Còn ví dụ như tiếng Ý và tiếng Pháp, cái thị trường của nó sẽ ít hơn rất nhiều luôn. Cái nhu cầu của nó rất thấp. Vậy nên là việc mẹ không tin vào lựa chọn của em thì cũng gọi là có cơ sở nhá. Vì điều quan trọng là như thế này, với tất cả những ngôn ngữ thì luôn sẽ có cơ hội, chỉ là ít hay nhiều. Ví dụ như là học tiếng Pháp chẳng hạn, thì cái cơ hội ở đây chính là các bạn có thể đi du học Pháp miễn phí. Những cái nơi như là Pháp hay là Đức ấy, thì người ta cũng muốn là có nhiều người trẻ, làm trẻ hóa cái dân số của họ. Vậy nên là họ cũng có những cái chính sách nhất định cho học sinh nước ngoài đến học. Học tiếng Pháp, học tiếng Đức thì không cần phải trả học phí. Hình như cũng có những chương trình tiếng Anh nhưng mà học phí cũng rẻ. Nhưng chung so với Anh hay là Mỹ thì học phí của họ quá rẻ đi. Thì đấy chính là cái điểm mạnh của những cái ngôn ngữ mà nó không quá phổ biến ha. Nếu như mà em đậu ngôn ngữ Pháp ở Hanoi chẳng hạn thì có thể đi du học thạc sĩ Pháp xong rồi về dạy tiếng Pháp. Đấy là một con đường. Các bạn nên xem những thông tin kinh tế mà thương mại quốc tế đấy. Các bạn lên trang kinhtetrungương.vn, vneconomy.vn. Ở đây có kinh tế thị trường, ở đây có tài chính, ở đây có đầu tư, ở đây có thế giới. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp và theo dõi những thông tin như là những cái quốc gia mà hợp tác nhiều với mình, những công ty mà người ta đầu tư nhiều. Thì khi mà học những ngôn ngữ đấy, các bạn có nhiều những cái lợi thế hơn các bạn ạ. Thì đấy là một số những thứ liên quan đến ngôn ngữ nha. Tiền trọ với phòng tăng quá thấy xót cho bố mẹ. Thật sự là như vậy các bạn. Và tiền trọ sẽ không bao giờ giảm đâu các bạn. Và điều này cho thấy cái gì? Cho thấy chúng ta phải thực sự nghiêm túc đến cái việc học đại học và phải tận dụng thật tốt cái khoảng thời gian này. Thực sự nhá, người trẻ nào mà có kế hoạch ngay từ đầu và tận dụng và nghiêm túc cái khoảng thời gian học đại học là các bạn không cần phải lo về việc thất nghiệp đâu. Và hãy thương bố mẹ. Cuộc sống này sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Các bạn trẻ bây giờ giỏi, người Việt Nam mình đầu tư học hành nhiều, vừa giỏi vừa chăm lại nhiều. Vậy nên là cái sự cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Lên kế hoạch nghề nghiệp khi nào là hợp lý? Đương nhiên là trong một cái viễn cảnh mà nó hoàn hảo nhất ấy. Đấy chính là chúng ta sẽ nghiên cứu về thị trường và biết rõ trước khi mà chúng ta thi đại học. Và bây giờ nếu như các bạn đang đi học đại học ấy, thì lên kế hoạch cho cái sự nghiệp của mình là càng sớm càng tốt. Các bạn đừng nghĩ rằng là trời ơi tôi mới có năm nhất thôi, phải chơi rồi đã. Đương nhiên là các bạn vẫn nên dành thời gian ra để cảm ơn chính cái sự nỗ lực của bản thân mình. Nhưng mà đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, tại vì tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tốt nghiệp đại học, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Và ai tận dụng được thời gian ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người đấy sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vậy nên là càng sớm càng tốt, hãy lên kế hoạch nghề nghiệp ngay từ bây giờ. Và điều các bạn nên làm là gì? Hãy nghiên cứu công việc ngay khi ra trường các bạn sẽ làm. Một gợi ý của San nhé, đấy chính là các bạn hãy nhìn vào những môn học mà các bạn học. Có thể là quản trị kinh doanh thì nghe có vẻ xa lạ, tại vì ôi mới ra trường thì làm sao mà mình có thể làm sếp ngay lập tức, đúng không nào? Bản thân San cũng vậy thôi, cũng ra trường làm những cái công việc liên quan, rồi sau đấy mới là lên làm leader, sau đấy mới là mở
công ty riêng. Các bạn phải nắm hết tất cả những môn học mà các bạn sẽ học trong 4 năm đại học. Đặc biệt là năm 3, năm 4 ấy, thì thường là những cái năm mà chúng ta sẽ định hướng về ngành nghề một cách khá là cụ thể. Thành ra là chúng ta phải thực sự xem xét những cái môn học ở trong những khoảng thời gian đấy, xem trước luôn nha. Chúng ta không đợi là đến năm đấy mới xem là mình sẽ học gì nha các bạn. Và từ những cái môn học đấy các bạn sẽ tìm công việc tương ứng. Ví dụ Sun học về quản trị marketing, Sun có thể ra làm marketing. Quản trị nhân sự, Sun có thể ra làm nhân sự. Chúng ta luôn bắt đầu từ những cái công việc nhỏ rồi mới dần dần đi lên được. Sau khi chúng ta đã nghiên cứu về các môn học và những công việc mà các bạn có thể làm sau khi ra trường, thì lúc này các bạn hãy xem thử là mình nên làm gì để mở rộng cơ hội dành cho bản thân. Các bạn nên đi tìm một công việc thực sự và xem cái yêu cầu của công việc đấy. Ví dụ như các bạn đang học ngành báo chí và các bạn muốn ra làm một người viết, một tác giả, một phóng viên gì đấy ha. Các bạn lên luôn những cái cổng thông tin, những cái nơi mà người ta tìm việc ấy. Nghĩa là ngay từ khi đang học đại học các bạn học cách tìm việc luôn. Ví dụ các bạn tìm việc làm báo chí đi, nó sẽ ra một đống những cái công việc khác nhau đúng không? Ấn vào công việc mà các bạn muốn. Ví dụ như bạn muốn trở thành một người viết đi. Xong rồi thì các bạn sẽ xem cái yêu cầu của họ là gì. Các bạn biết không, nếu như các bạn là sinh viên năm nhất năm 2 và các bạn làm điều này thì sao ạ? Thì các bạn sẽ có tận mấy năm để các bạn chuẩn bị cho những yêu cầu mà họ cần. Đừng đổ lỗi cho các nhà tuyển dụng là đòi sinh viên mới ra trường phải có kinh nghiệm. Kiểu không có kinh nghiệm là không nhận. Câu chuyện là như thế này này, thị trường luôn là cung cầu. Nếu như mà họ có những ứng viên khác mà trong suốt cái khoảng thời gian học đại học người ta có kinh nghiệm, người ta làm việc, thì đương nhiên người ta sẽ chọn những người đấy, người ta sẽ không chọn bạn. Và vậy thì việc bạn cần phải làm đấy chính là chuẩn bị cho mình những lợi thế cạnh tranh với người khác. Mục đích của chúng ta là phải tốt nghiệp với kinh nghiệm, ít hay nhiều phải có kinh nghiệm. Nên hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt. Ở đây nhá, Sun thấy là yêu cầu là có khả năng đọc hiểu tiếng Anh. Vậy nên là nếu như chúng ta biết tiếng Anh, nó là một cái lợi thế rất lớn luôn. Có khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng nhu cầu khán giả. Vậy thì nếu như mà bạn có một cái kênh YouTube, một kênh TikTok làm về cái nội dung gì đấy thì nó cũng là một cái lợi thế dành cho bạn rồi. Nhưng thực ra sau khi mà Sun đọc mấy cái bản mô tả công việc thì Sun thấy là thực sự là mô tả công việc không có rõ ràng lắm nhá. Các bạn phải biết rằng khi mà chúng ta đi ra thị trường lao động, đấy chính là bán mình nha các bạn. Bán cái khả năng của mình. Nếu như mà hoàn toàn không có kinh nghiệm gì ấy thì người ta sẽ nhìn vào cái gì? Người ta sẽ nhìn vào trường của các bạn học. Vậy nên là nếu như các bạn tốt nghiệp ở những cái ngôi trường hàng đầu, các bạn sẽ có lợi thế hơn, đó là sự thật. Nhưng nếu như các bạn có kỹ năng và kinh nghiệm thì các bạn sẽ ăn đứt những cái tên đấy. Đấy cũng là sự thật luôn. Và đương nhiên là việc mà lên kế hoạch cho cái sự nghiệp của mình ấy, quá trình đại học nó chỉ là bắt đầu nhen nhóm thôi, nhưng mà cũng rất là quan trọng nha. Và sau đấy khi mà các bạn đã đi làm rồi đó thì cái khúc này nó mới là quan trọng hơn này. Bởi vì lúc đấy thì các bạn cũng sẽ cần phải xem xét rất là nhiều trong cái việc là nên tiếp tục ở lại hay là nên thay đổi nhiều công việc khác nhau. Sun nghĩ rằng là cho dù thế nào đi chăng nữa ấy, để các bạn có thể giữ được cái lợi thế của riêng mình ấy, thì các bạn nên tập trung vào một cái ngành. Ví dụ các bạn có thể là làm nhiều công việc khác nhau nhưng mà tập trung vào một ngành. Ngành giáo dục chẳng hạn, có thể ban đầu bạn làm marketing, sau đấy bạn lại làm nhân sự bởi vì bạn không cảm thấy mình thích marketing nữa, bạn chuyển sang nhân sự. Nhưng mà bạn đều làm dưới một ngành thì người ta cũng sẽ cho rằng à, bạn có mấy năm kinh nghiệm ở trong cái ngành này rồi. Vậy nên là khi mà các bạn chuyển việc thì hay nhất ý, các bạn nên chuyển đúng ngành. Vẫn là marketing nhá, các bạn chuyển công ty. Hiện tại bạn đang làm kiểu bán lẻ chẳng hạn, về thời trang đi, thì các bạn có thể chuyển sang một ngành bán lẻ khác. Thay vì các bạn chuyển sang ngành khác rồi các bạn lại đổi rất nhiều. Nếu như mà các bạn làm trong ngành bán lẻ 7, 8, 9 năm đi, thì nó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Còn nếu như mà 1 năm trong ngành tài chính, 1 năm trong ngành bán lẻ, rồi 1 năm trong ngành y tế, rồi là nó cứ như vậy, thì các bạn lại chưa có đủ cứng trong cái ngành đấy mà là các bạn đã nghỉ rồi. Thì như vậy các bạn sẽ không có được cái lợi thế của mình trong cái ngành. Phải cực kỳ quan tâm đến ngành nha các bạn. Ngành là ở trong ngành kinh tế lớn thì nó sẽ có những cái ngành nhỏ, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, nhiều lắm. Quan điểm của Sơn là nếu như ngay từ đầu bạn đã thích tài chính ngân hàng, kể cả làm marketing đi, làm marketing cho ngành tài chính ngân hàng, thì khi mà chuyển việc cũng nên tiếp tục làm tài chính ngân hàng. Trừ khi bạn quá ghét, bạn không thích nữa, bạn muốn trải nghiệm. Ok, không sao, tuổi trẻ hãy cứ trải nghiệm. Nhưng mà hãy trải nghiệm khoảng 4-5 năm đầu thôi các bạn. Sau đấy thì các bạn hãy chọn một ngành và đi lâu dài. Kế hoạch nghề nghiệp các bạn nên làm từ năm 20 tuổi cho đến 30 tuổi. Các bạn lên một cái kế hoạch 10 năm như vậy cho chính mình. Và sẽ cần phải có sự linh hoạt thay đổi khi cần thiết.
tùy theo cái sự phát triển của bản thân và tùy theo cái nhu cầu của xã hội, nhưng mà chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Có rất là nhiều bạn quan tâm đến ngành sư phạm nhé. Chị Sang có thể chia sẻ một vài quan điểm về ngành sư phạm hay những ngành có liên quan được không? Em không biết nên chọn ngành sư phạm hay là kinh tế. Sư phạm lên ngôi, có vẻ như mọi người đã quá là xem nhẹ sư phạm. Với Sang nhé, giáo dục chính là điều quan trọng nhất của một quốc gia, vô cùng quan trọng để tạo ra một cái nền tảng về trí thức, về văn hóa, về rất nhiều thứ. Và có thể trong quá khứ thì giáo viên là một công việc mà mọi người rất là xem nhẹ tại vì là lương thì thấp. Nhưng mà Sun nghĩ rằng là nó đang và nó sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai. Và Sun cũng rất là mong là các bạn chọn sư phạm. Sư phạm hay kinh tế, Sun mong các bạn chọn sư phạm. Sun mong các bạn sẽ yêu thích cái việc mà trao đến những cái kiến thức cho học sinh. Sun yêu thích cái việc mà các bạn sẽ là một trong số những đóng góp tuyệt vời để tạo nên những cái mầm non phát triển cho tương lai. Và đương nhiên là ngành giáo dục của nhà nước thì Sun nghĩ rằng họ cũng sẽ có những cái thay đổi nhất định trong cái cơ chế lương. Và gần đây thì Sun cũng đã hay tin là giáo viên sẽ trở thành một trong số những công việc mà lương cao nhất trong hệ thống nhà nước. Thì nó cũng là một cái triển vọng đấy các bạn. Đối với một số những cái bạn sư phạm mà liên quan đến ngôn ngữ chẳng hạn, thì trong khoảng những cái năm gần đây Sun nghĩ rằng là đặc biệt là tiếng Anh ấy, các bạn kiếm tiền rất nhiều nha. Làm trong làm ngoài đủ thứ nha, rồi là dạy thêm ở nhà nữa. Một cái buổi học gia sư tiếng Anh mà IELTS nó cũng phải rơi vào mấy trăm nghìn, kiểu 400 cho đến 600-700 nghìn hai tiếng. Nên là các bạn đừng nghĩ rằng là làm giáo viên thì không có tiền nha. Nhưng mà có một cái giá trị rất là hay của việc làm giáo viên ấy, mà nó còn hơn cả tiền nữa. Đấy chính là mình chia sẻ, mình giúp cho mọi người trở nên tốt hơn. Một người giáo viên có thể mang đến tri thức cho học sinh, là một cái nguồn động viên cổ vũ, là một cái người tạo nền tảng cho học sinh của mình. Sau này khi mà học sinh của mình thành công trở về, họ sẽ vô cùng biết ơn vì ngày xưa cô giáo đã yêu thương mình rất là nhiều. Các bạn ạ, nó là một cái giá trị mà không thể nào mà trả bằng tiền được. Và mẹ của Sun là giáo viên. Trong cái gia đình lớn của Sun thì cũng có nhiều giáo viên. Và Sun cũng rất là tự hào. Và thực chất thì nếu như các bạn học kinh tế, các bạn vẫn có thể chuyển sang làm sư phạm được. Ví dụ như cô giáo mà dạy Sun học thạc sĩ đấy, thì cô cũng thực ra là làm kinh doanh trước, sau đấy thì cô mới học lên tiến sĩ, rồi dần dần mới đi dạy. Làm gì khi mà mình không giỏi bất cứ lĩnh vực nào? Em thấy cái gì em cũng kha khá, không thực sự giỏi hay thích cái gì, em hoang mang quá. Các bạn nghĩ rằng là cái việc mà tìm ra cái mình giỏi nó dễ như vậy sao? Thật ra ấy, thì việc nhìn nhận mình có khả năng trong cái gì đấy, có thể là nó dễ nhìn thấy. Nhưng mà để các bạn giỏi trong một lĩnh vực nào đấy ấy, các bạn cần 5 tháng, các bạn cần chui rèn, các bạn cần trải qua rất nhiều những cái thử thách. Ví dụ như một sinh viên học y đấy, học 7 năm, sau rồi vẫn phải học thêm mấy năm nữa mới có chứng chỉ hành nghề. Mà người ta đã giỏi liền đâu không, người ta lại phải mất thêm 10 năm nữa để có kinh nghiệm, để lão luyện. Một người đi dạy sư phạm có phải đi ra trường là dạy là giỏi liền đâu các bạn ơi. Thế mới bảo cần có kinh nghiệm. Còn bây giờ các bạn đang là học sinh, các bạn đi học mà các bạn lại khẳng định là mình không giỏi bất cứ lĩnh vực nào thì là đúng rồi nha. Tại vì chúng ta đã làm cái gì đâu, thực tế đâu mà chúng ta lại biết là mình giỏi trong cái đấy. Chúng ta sẽ chỉ biết là mình giỏi trong môn học nào thôi. Các bạn công nhận với Sun như thế không? Các bạn có thể biết là tôi giỏi môn toán, tôi giỏi tiếng Anh. Và vừa rồi Sun cũng đã lên sóng hai cái video cực kỳ quan trọng. Đó chính là một video về nguồn lực và một video về cơ hội. Trong cái video về cơ hội, Sun cũng đã chia sẻ cách để các bạn đánh giá năng lực của bản thân. Các bạn hãy xem cái video đấy. Video đấy rất rất là hay với những cái kiến thức mà Sun đã đi học thạc sĩ. Sun chia sẻ kiến thức khi Sun đi học cho các bạn. Và các bạn sẽ xem xét được cái điểm mạnh của mình, cái khả năng của mình như thế nào để lựa chọn ra những cơ hội. Mình sẽ có khả năng phát triển và có khả năng giỏi trong cái gì. Còn ở thời điểm hiện tại, các bạn không giỏi cái gì đó là chuyện hiển nhiên, đó là chuyện bình thường. Trừ khi các bạn là thiên tài. Có nhiều bạn trẻ là thiên tài, nhưng mà cái số ấy nó ít. Các bạn đừng quá áp lực rằng là mình đang đi học đại học mà mình phải giỏi một cái ngành nghề gì đấy. Các bạn còn chưa bắt đầu ra đời, các bạn còn chưa bắt đầu làm nữa. Giỏi kiểu gì? Điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận được cái khả năng của mình có thể phát triển trong tương lai. Đấy mới là điều quan trọng các bạn nha. Sun nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến việc chọn ngành nghề. Làm sao để chọn được ngành phù hợp với bản thân? Nên chọn ngành mình thích hay là ngành mà gia đình mình thích? Sun chia sẻ thật lòng với các bạn, chúng ta nên chọn thứ mà xã hội cần. Ở cái lứa tuổi mà các bạn 15, 16, 17 tuổi đấy, rất khó để các bạn có thể nhận thức được là
mình nên đi theo ngành gì. Các bạn có công nhận với San như vậy không? Thành ra ấy, chúng ta cần có cái sự định hướng từ gia đình, có thể là từ thầy cô, từ những người mà các bạn tin tưởng. Các bạn nên tham khảo. Đương nhiên bạn vẫn sẽ là người đưa ra quyết định và bạn sẽ là người chịu trách nhiệm. Vậy thì bạn sẽ cần phải nghiên cứu rất là nhiều, đồng thời là lắng nghe tất cả mọi người xung quanh. Và các bạn có thể tham khảo cái mô hình Ikigai. Đó chính là một cái mô hình để các bạn có thể nhìn nhận nó có cái sự giao nhau giữa các phần nữa. Rất khó để chúng ta có thể đạt được tất cả các bạn ạ. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái ngành nghề nào đấy thì chúng ta luôn nghĩ đến một cái công việc hoàn hảo. Đấy chính là cái sự kết hợp của thứ mà bạn có điểm mạnh, bạn có khả năng để phát triển, bạn có năng lực, và cũng chính là thứ mà xã hội cần, cũng chính là thứ mà bạn được trả tiền, và cũng chính là thứ mà bạn yêu thích làm. Nghe nó có vẻ hoàn hảo đúng không? Làm sao để chọn ngành phù hợp với bản thân thì San nghĩ rằng là chúng ta nên đặt câu hỏi là làm sao để chọn cái ngành nào mà cái khả năng của mình nó sẽ phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đấy, cụ thể chính là như thế, chứ không hẳn là các bạn thích đơn thuần đâu các bạn. Phần lớn con người ta thích cái gì? Thích tiền, thích sự tự do, thích sự thoải mái. Có nhiều bạn đi học kiểu rất thích trở thành một giáo viên, nhưng mà sau đấy đi ra trường lại lương thấp quá, lại không có vui. Nên là chúng ta phải biết cái điều chúng ta thích ở đây là gì. Các bạn có thực sự thích cái ngành đấy như các bạn nghĩ hay không? Nó lại là một câu chuyện khác. San thì nghĩ rằng là chọn cái ngành gì đấy mình cảm thấy có tiềm năng, có cái sự liên kết với mình. Các bạn có thể áp dụng Ikigai để các bạn chọn ra cái ngành phù hợp với mình. Tự hỏi rằng là mình có khả năng về cái gì hơn. Các bạn có khả năng về các môn học như thế nào. Bởi vì ở cái lứa tuổi của các bạn hiện tại nhá, công việc của San cảm thấy rất là vui, vì nó là công việc mà đáp ứng được tất cả bốn cái điều đấy. Và hiện tại bây giờ song song với công việc sáng tạo nội dung thì San cũng làm kinh doanh nữa, nghĩa là làm ra một cái thương hiệu của riêng mình, đấy chính là Beso. San đã học đúng ngành quản trị kinh doanh và sau này cũng ra làm, cũng là quản trị kinh doanh luôn các bạn. Thì nếu như mà nhiều bạn hay hỏi rằng là ôi học ngành gì không quan trọng, sau ra toàn làm trái ngành không, bản thân San là làm đúng ngành nha các bạn. Thời điểm đấy thì mình cũng mông lung như các bạn thôi. Và bản thân San nghĩ rằng là làm kinh tế vẫn là thứ mà nó gần gũi với mình nhất, nó phù hợp với mình nhất. San nghĩ rằng là cái lời khuyên mà cần thiết nhất ý, để chính là đến từ những cựu sinh viên. Thì thời điểm đấy thì mình cũng có những người bạn, những người anh, người chị là đã học trường, học về ngân hàng và họ cũng cảm thấy thích. Vậy nên là họ chia sẻ lại với San. Vậy nên là San cũng chọn theo cái lời khuyên của họ. Trong quá trình các bạn chọn ngành đó thì các bạn hãy xem thử là cái ngành mà các bạn thích đấy thì cái tình hình thị trường như thế nào. Ở Việt Nam trong tương lai cái ngành đấy nó có nhu cầu cao hay không. Nếu như các bạn chọn ngành mà các bạn thích, các bạn có khả năng nhưng mà xã hội lại không cần, thì chúng ta phải làm sao bây giờ, đúng không nào? Nên là đầu ra vẫn rất là quan trọng nha các bạn. Làm sao để chọn ngành phù hợp mà không bị hối hận trong tương lai? Chúng ta sẽ luôn có những lúc hối hận. Không có gì gọi là hoàn hảo cả các bạn. Khi mà chúng ta lựa chọn một con đường và nếu như mà nó đi không đúng hướng, bạn nhận ra đấy là một cái sự lựa chọn sai. Nhưng mà bạn có đủ dũng cảm để chấp nhận rằng nó sai hay không? Thật sự luôn, mọi người thì vẫn hay nói kiểu ôi, tôi không hối hận bất cứ điều gì đã xảy ra trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng mọi thứ nên xảy ra như thế. Nhưng mà thực ra ấy, có những thứ chúng ta sai chúng ta phải chấp nhận. Khi mà chúng ta nhìn nhận được là mình sai ấy, là đó chính là cái bước đi đúng đầu tiên đấy các bạn. Vậy nên là cứ chọn đi. Có thể là chúng ta chọn sai nhưng mà chúng ta chọn lại được. Cuộc sống luôn có thể làm lại. San nghĩ sao về việc ngày càng nhiều người bỏ việc văn phòng để có thể ra khởi nghiệp? Đặc biệt là từ sau Covid ấy, thì người ta mới cảm thấy rằng là thực chất ấy, thì tất cả mọi thứ nó đều rất là bấp bênh. Nghĩa là ngay cả một công việc được cho là ổn định cũng trở nên bất ổn. Vậy nên là tại sao không thử? Nghĩa là dần dần thì mọi người sẽ cảm thấy là tôi muốn thử thách và tôi muốn trải nghiệm nhiều cái rủi ro hơn. Tại vì thực chất thì rủi ro nó xảy ra thường xuyên mà. Thì sau cái rủi ro rất lớn như thế thì mọi người sẽ có một cái động lực ở bên trong là thật ra thì kể cả mình có làm một công việc văn phòng đi chăng nữa thì nó cũng rủi ro, mình có thể mất việc. Và trong cái quá trình mà bị cách ly xã hội đấy thì có nhiều người họ lại tự kinh doanh online và họ thành công. Vậy nên là họ lại tiếp tục làm như vậy thôi. Đấy là lý do vì sao mà càng nhiều người muốn có thể bỏ việc và khởi nghiệp. Nhưng mà câu chuyện là thực chất thì cái việc khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người. Các bạn có thể thấy là những cái số liệu vừa được công bố, khoảng 30.000 cửa hàng cà phê và nhà hàng đóng cửa trong 6 tháng đầu năm 2024. Nhà nhà người người ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn khởi nghiệp. Và San rất là ủng hộ điều đấy nha các bạn. Nhưng các bạn bắt tay vào làm rồi mới biết nó không dễ như các bạn nghĩ. Các bạn hay kêu ca rằng trời ơi đi, làm văn phòng mệt lắm, không có tự do. Vậy thì hãy cứ làm chủ đi để biết rằng bạn vừa không có tự do mà bạn vừa có nhiều nỗi lo. Bởi vì lúc này bạn sử dụng cái dòng vốn của bạn, bạn sử dụng dòng tiền của bạn và bạn hoàn toàn có thể mất trắng, mất hết. Còn đi làm ở văn phòng thì các bạn mất sức lao động thôi, bạn vẫn được tiền hàng tháng.
sao nhiều bạn học giỏi, thành tích tốt nhưng khởi nghiệp lại thường thất bại? Tại vì nếu như mà các bạn học giỏi thì nó mới chỉ chứng minh cái khả năng đi học của các bạn giỏi, khả năng tiếp thu kiến thức của các bạn giỏi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi làm chủ thì câu chuyện nó lại có nhiều thứ đòi hỏi hơn. Đó chính là cái khả năng định giá sản phẩm, khả năng thấu hiểu thị trường, khả năng đánh giá và xem xét về lợi thế cạnh tranh của bản thân, khả năng quảng bá sản phẩm, khả năng phân tích hành vi khách hàng, khả năng quản lý dòng vốn, khả năng quản lý nhân sự, khả năng quản lý rủi ro. Trời đất ơi, mà những cái đấy cần kinh nghiệm chứ không phải là đơn thuần là kiến thức. Chúng ta phải lấy kiến thức ra và trải nghiệm thử kinh doanh từ nhỏ cho đến lớn dần, thì đấy chính là cái kinh nghiệm. Có thể các bạn nghĩ rằng là tôi học giỏi, tôi có cái bằng cấp cao, các bạn nhảy vào một cái, các bạn bỏ một đống tiền để khởi nghiệp. Ví dụ như trước đây Sun có đi làm ở một quán cà phê mà chủ là những người rất trẻ thôi, những người bạn cùng hùn vốn và mở một cái quán cà phê rất lớn ở khá là trung tâm, cái chỗ đường ngay gần xã Đàn đấy. Và sau một thời gian thì lỗ và phải đóng cửa. Và căn bản là như thế này, cái tiền mà khởi nghiệp lại rất là nhiều, hình như cũng 7 tiền tỷ. Nhưng mà câu chuyện là cái vị trí đấy nó không tối ưu. Chúng ta sẽ cần rất nhiều kinh nghiệm. Tại vì sao? Kinh doanh cà phê mặt bằng vô cùng quan trọng. Mặt bằng ở trung tâm là một câu chuyện, nhưng mà cái mặt bằng này nó phải có đủ rộng, cái diện tích nó phải đủ rộng để chúng ta tính toán được rằng là cái độ phủ của nó sẽ bao nhiêu. Nếu như chúng ta có đầy khách thì chúng ta sẽ có bao nhiêu bàn, chúng ta phục vụ bao nhiêu bàn, phục vụ bao nhiêu ly. Chúng ta phải nhân lên để chúng ta xem thử là cái mặt bằng này với cái số tiền thuê như thế này nó có phù hợp hay không. Cuối cùng thì cái chi phí thuê nhà là quá lớn mà cái diện tích lại quá nhỏ. Khách ấy thì không thể nào lúc nào cũng phủ đầy được các bạn, nó chỉ là những cái khung giờ nhất định ở trong ngày thôi. Lúc đông khách ấy thì lại không có đủ chỗ cho khách, có lúc ấy thì lại không có khách. Thì câu chuyện là cuối cùng là cũng có nhiều những cái lý do khác nhau nữa, nhưng mà nhìn chung là kinh doanh nó không dễ như vậy đâu các bạn ạ. Đặc biệt là quản lý dòng vốn, nó là thứ quan trọng nhất của một người kinh doanh. Ngoài ra ấy, cái yếu tố cực kỳ quan trọng của một người khởi nghiệp, một người làm chủ là gì? Là cái sự định hướng phát triển và cái sự quyết đoán, dũng cảm. Nó cần nhiều thứ lắm. Ngành tâm lý học có ok không? Em siêu mê tâm lý học luôn, mà không biết ngành này sau ra trường có dễ kiếm việc không. Ngành tâm lý học ấy nó rất là phát triển ở các đất nước phương Tây, nhưng mà ở thị trường Việt Nam ấy thì nhu cầu nó không có lớn đâu. Nếu như mà lớn ấy thì đấy chính là các sinh viên đi du học nước ngoài. Bởi vì khi mà sang nước ngoài sống thì Sun mới cảm thấy rõ một cách lạ kỳ nào đấy, sống ở Việt Nam khó trầm cảm lắm các bạn. Sun nói khó thì không có nghĩa rằng là không có ai trầm cảm, nhưng mà cái nhu cầu để mọi người đi tư vấn về trầm cảm ấy, thì nó không có quá nhiều. Còn ví dụ như ở phương Tây ấy, vì sao người ta lại hay trầm cảm như thế? Ở bên này cái chủ nghĩa cá nhân nó cao. Chủ nghĩa cá nhân là như nào? Là tự làm, tự chịu, tự có trách nhiệm. Cái nhu cầu để chia sẻ và tâm sự lại không có cao. Thậm chí họ lại còn nghĩ đấy là cái việc làm phiền người khác. Mà trong khi ở quê mình ấy, thì như nào? Con ơi, lúc khó khăn thì hãy cứ về với mẹ. Còn cái tư duy bên này thì mày khó khăn thì tao cũng khó khăn, mày tự lo đi. Có đứa nào mà bạn bè mà đang đi du học ở nước ngoài, đặc biệt là phương Tây đấy, thì nhắn tin hỏi thăm nó một vài câu nhé. Nhiều khi nó cũng đang buồn lắm, cô đơn lắm đấy, mà nhiều khi không nói thôi. Vậy nên là những thứ liên quan đến tâm lý ở bên này thì nó rất là dễ để phát triển. Vậy thì thực ra ngành này cũng có phát triển đấy, nhưng mà các bạn phải chuyển cái thị trường thôi các bạn ạ. Nghĩa là các bạn học thêm ngoại ngữ ha. Và đặc biệt là nếu như mà bạn thực sự yêu thích đến việc mà tâm lý con người, nghiên cứu về những cái đấy nó cũng khá là hay. Bởi vì thực chất thì đời sống an sinh xã hội nó cũng sẽ cần nhiều thứ, không chỉ đơn giản là kiếm tiền mà còn là có cái sự cân bằng nhất định nữa. Nhưng mà nhìn chung ấy, các bạn thấy là cuộc sống ở Việt Nam ấy, cuộc sống khá là cân bằng, con người vui vẻ. Nội lực của người Việt rất là mạnh. Thật sự nha, đây là Sun chia sẻ, cái nội lực nó mạnh, nội lực của người Việt mạnh. Vậy nên là họ chịu khó, chịu khổ rất tốt. Nhưng mà dù sao thì Sun nghĩ rằng nếu như mà em siêu mê thì em nên học, sẽ luôn có cơ hội cho những người giỏi. Chỉ trừ khi chúng ta đi chúng ta đi học mà chúng ta không có cái mục đích, mục tiêu gì cụ thể thì chúng ta sẽ gặp khó khăn thôi. Còn thực chất nhá, mọi ngành nghề đều cần nhân lực hết, nhưng mà họ cần nhân lực giỏi. Do một số bạn chia sẻ về việc không học đại học, nếu mình đi theo đam mê con đường khác thì cả đời không cần học đại học được không ạ? Không học đại học đâu, không đậu đại học thì học một cái nghề trong tay được không chị Sun? Các bạn có thể thấy như thế này nha, có rất là nhiều ngôi sao ở Việt Nam. Chúng ta có thể ví dụ trong ngành giải trí đi. Nhiều ngôi sao trong ngành giải trí họ học rất giỏi nha các bạn.
có rất nhiều người họ tốt nghiệp đại học. Và các ngôi sao ở Hàn Quốc cũng thế. Có nhiều người thì họ có thể là họ dừng để họ tập trung vào công việc, nhưng mà sau này thì họ cũng quay lại để họ học đại học. Tại vì sao ạ? Tại vì họ biết là danh tiếng hay là những thứ mà hào nhoáng khác ấy, nó vẫn không mang giá trị cốt lõi bằng tri thức. Cái này nó còn tùy theo tiêu chuẩn của mỗi người nhé. Nhưng mà San nghĩ rằng đối với một đất nước như Việt Nam, Việt Nam là một đất nước rất là coi trọng việc học hành, học thuật. Và đó cũng là lý do vì sao mà đất nước Việt Nam có thể phát triển một cách nhanh chóng như vậy. Ở cái lứa tuổi của San có thể nhìn nhận ra được cái sự phát triển nhanh chóng của đất nước. Tại vì khi mà mình sinh ra đấy còn khó khăn lắm các bạn. Trường hợp mà các bạn muốn gọi là hoàn toàn không quan tâm đến đại học ấy thì các bạn phải là những cái trường hợp vô cùng đặc biệt đi, như kiểu là Bill Gates hay là Blackpink. Họ có những cái thứ mà họ quá đặc biệt đi, thành ra là người ta cũng đều không quá quan tâm đến cái trình độ học vấn của họ nữa. San nghĩ rằng là nếu như chúng ta muốn có một cái sự phát triển vượt bậc cho quốc gia, cho đất nước ấy, chúng ta phải học và nâng cấp cái sự học của mình lên gọi là một cái nguồn lao động mà chất lượng cao các bạn ạ. Nguồn lao động chất lượng cao. Thì các bạn thử xem cái đam mê của các bạn là gì. Cái đam mê của bạn có giúp các bạn trở thành một nguồn lao động chất lượng cao hay không? Thì ví dụ như không đậu đại học thì học một cái nghề trong tay được không? Thì không đậu đại học mình xem thử là thi lại có phải là một phương án không? Có thể đi học để kiếm tiền bằng tri thức thì nó vẫn đỡ vất vả hơn. Nhưng mà học một cái nghề cũng được. Học một cái nghề mà các bạn yêu thích cũng được. Và cũng quay trở lại với cả cái ikigai đấy. Nếu như các bạn thích và đấy là cái xã hội cần thì công việc gì cũng là cái công việc đáng trân trọng hết. Còn không học đại học đâu thì thôi, đấy là lựa chọn của bạn. Theo San thì những ngành nghề gì sẽ phát triển trong khoảng 10 năm tới? Bây giờ thì San sẽ dựa trên những thông số số liệu cụ thể và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nha. Một vài những cái trang báo. Đây, bài báo được lên vào tháng 5 năm 2024 ở trên báo vneconomy.vn. Việt Nam có triển vọng trở thành trung tâm công nghiệp cơ khí hàng đầu Đông Nam Á. Vậy nên là cơ khí chưa bao giờ hết nhiệt. Chưa bao giờ hết nhiệt các bạn ạ. Vậy nên là những bạn học về cơ khí này, rồi là cả công nghiệp chế biến ấy, một cái ngành rất là có triển vọng. Và theo thông số ấy, thì lĩnh vực chế tạo của Việt Nam chiếm gần 24% tổng GDP cả nước. Và hiện tại các bạn có thể thấy là Samsung, Intel, LG và rất là nhiều những cái công ty xuất hiện tại thị trường Việt Nam thì đã thể hiện được cái tiềm năng rất lớn. Các bạn có thể tìm đọc cái bài báo này nhé. Tiếp theo, một cái ngành mà cực kỳ tiềm năng của Việt Nam đấy chính là ngành nông nghiệp. Thực ra ngành nông nghiệp trước giờ thì luôn luôn là tiềm năng rồi. Nhiều bạn thì cứ nghĩ rằng chẳng nhẽ mình học nông nghiệp thì ra làm ruộng làm nông. Không có đâu các bạn. Học nông nghiệp có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều thứ mà để giúp giải quyết cho nông nghiệp Việt Nam. Cây giống, phân bón, tưới tiêu, mô hình, nhiều thứ lắm các bạn. Nên là nông nghiệp nhá, Việt Nam dù sao vẫn là đất nước nông nghiệp. Ở đây có một bài báo vừa mới được lên sóng luôn, ngày 20 tháng 8 năm 2024. Vi mạch bán dẫn là một trong 8 sản phẩm quốc gia tiếp tục phát triển đến năm 2030. Đây là một bài ở trên kinhtetrungương.vn nhá. Những trang này thì các bạn nên thường xuyên lên đây để các bạn cập nhật tình hình kinh tế, tài chính, xã hội. Cái công việc mà chắc chắn sẽ cần thiết là gì các bạn? Quản lý chuỗi cung ứng, supply chain. Đây cũng là một môn học mà San được học khi mà học entrepreneurship. Nếu như các bạn học liên quan đến chuỗi cung ứng ấy, thì sẽ luôn luôn cần luôn. Đặc biệt là việc mà áp dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng đối với sản phẩm vi mạch bán dẫn, thì những công việc mà rất là cần ở tương lai đấy chính là kỹ sư thiết kế vi mạch, kỹ sư quy trình sản xuất, kỹ sư phát triển sản phẩm liên quan đến vi mạch bán dẫn, hay là các nhà nghiên cứu liên quan đến bán dẫn. Thành ra là đó là một số những cái ngành nghề mà sẽ phát triển trong tương lai. Nhưng mà song song với đấy thì cũng sẽ có những cái ngành nghề sẽ phát triển như là ngành giáo dục. Nhìn chung thì sẽ cần nhiều hơn cái sự nghiên cứu của riêng cá nhân mỗi người. Đây chỉ là gợi ý của bản thân San thôi. Và thực ra còn nhiều thứ khác khi mà các bạn nghiên cứu các bạn có nhiều lắm. Bản thân San thì cũng không thể nào chia sẻ hết toàn bộ với các bạn được. Thành ra là các bạn hãy lên những cái trang mà San chia sẻ đây này, các bạn đọc, các bạn nghiên cứu nhiều hơn, xem xét cái khả năng của bản thân mình. Và San rất là hy vọng rằng video này hữu ích với các bạn để chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một Việt Nam tuyệt vời hơn. Đất nước Việt Nam hiện tại đang ở một cái vị thế vô cùng tuyệt vời về chính trị ngoại giao. Và đây cũng là một cái tiền đề rất tốt để phát triển kinh tế. Chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái cơ hội ở phía trước và còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng ta vẫn đang là một đất nước mà cần phải khá là khiêm tốn
về kinh tế nhưng mà lại có cái sức bật rất là triển vọng. Và điều này nó cũng sẽ rất là cần cái sự đóng góp của tất cả mọi người. Sàn rất là hy vọng rằng video này đã giúp các bạn có thêm được một vài những thông tin ha. Nếu như các bạn vẫn còn những cái câu hỏi khác, hãy comment phía dưới cho Sàn biết. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tuần tới nhé. Đừng quên nhấn nút like cho video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.